sure if you know this, but when we first met, I got so nervous, I couldn't speak. In that very moment, I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you, will heaven hold you? You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Hôm nay tôi là bố của cháu Việt và mẹ của cháu và toàn thể những em họ hàng, cô dì chú bác đến đây xin phép được đón tân thích về làm con dâu là con gia đình chúng tôi. Chúng ta có sự cho phép của hai gia đình như trước kia, hai bên cơ sở hôm nay là ngày chính thức, là ngày chính thức tổ chức lễ đón con hai cháu gia đình và trai sẽ cùng ông bà quân lễ chính dâu. Tôi là bác của cháu đại diện cho gia đình của chúng tôi cũng như các vị không có bà và những xin nhận lễ chính dâu gia đình như các vị không có bà một nhà trai. Và trước khi để các cháu về trên gia đình nhà chồng thì xin phép quốc vụ không cấp bà cho hai cháu bên phương thanh niên về cùng quốc vụ hai họ chúc quân đi cho hai cháu. Thì thay mặt gia đình kể từ giờ phút này đi, tôi xin chính thức trao cháu Trinh là người cháu con của ông bà Việt và Trinh Nhật đóng Việt là gia đình ông bà cho Trinh. Cháu Trinh là con dâu của ông bà Kiều. Vâng, cho nên cũng là có hai vị cho gia đình nhà she falls in love, we'll let her go. And I won't go down the aisle. She looks so beautiful in white. You look so beautiful in white. Hello, Bob. Giờ phút này là bây giờ rất là tốt đẹp rồi. Chúng tôi là bố của Trinh Việt, xin phép được đón Trinh Trinh về là người dâu của con của gia đình chúng tôi. Đi chưa? Không, không bà. Cô nhìn chú bác, hôm nay là ngày chính thức, là ngày chính thức tổ chức lễ để nuôi cho hai cháu. Cho phép tôi thay mặt cho gia đình như các cụ cô bà và gái, xin trân trọng mời các cụ cô bà hai họ đến an empty street, an empty house, a hole inside my heart. I'm all alone, the rooms are getting smaller. I wonder how, I wonder why, I wonder where they are. The days we had, the songs we sang together. Oh yeah. And all my life, I'm holding on forever, reaching for a love that seems so far. So I say a little prayer and hope my dreams will take me there. Try to read, I go to work, I'm laughing with my friends.
Hoàng Việt. Và xin quý vị chúng ta hãy cùng dành những tràng pháo tay thật lớn để cùng chúc mừng. Và bối cảnh với đây đang là hai nhân vật chính trong buổi tiệc ngày hôm nay. Chú rể Hoàng Việt sánh duyên cùng cô dâu Thủy Trinh. Xin được trân trọng giới thiệu ra mắt và cúi chào tới tất cả quý vị. Để có được ngày vui, ngày hạnh phúc trọng đại như ngày hôm nay thì chắc chắn chúng ta không thể không nhắc tới những người là cha, là mẹ, những người mà chúng ta biết rằng đã hy sinh tất cả và chỉ mong sao các con khôn lớn, trưởng thành và xây dựng hạnh phúc. Trong ngày hôm nay, một lần nữa xin mời quý vị hãy cùng hướng nhìn của mình về phía cửa chính các phòng đại tiệc và hãy cùng thưa quý vị, vòng tròn của đám cưới, hai vòng tròn bắt đầu luôn không có điểm đầu và điểm cuối. Nó là một kỷ vật thiên nhiên minh chứng cho tình yêu mà Hoàng Việt và Thủy Trinh dành cho nhau và cùng nhau vun vén. Và kể từ ngày hôm nay và kể từ giây phút này, họ sẽ cùng nhau bước đi trên con đường mới và con đường đó được xây bằng tình yêu và hạnh phúc. Xin chúc các quý vị có một năm mới an vui. Xin chân thành cảm ơn.